bên này của tha à? Bên này của nhà tha bình toàn bộ khu này. Ôi, Hà Nội mua được như này là kinh lắm đấy. Không đơn giản lắm. Thế này là được rồi. Sản xuất sơn cũng đâu cần quá quá nhiều ấy đâu. Ừ đấy, nhưng mà mấy hôm nó mưa, không làm gì được. Đấy, dãy đằng sau kia là cũng là của mình luôn. Của mình luôn. Đấy, toàn bộ khu đất này là của mình hết. Dài đấy, không phải đấy đâu. 120 mét dài. Đang bảo là về đây xong rồi kế toán rồi có ai sắm được cái xe điện. Chạy từ đầu đến cuối. Chạy từ đầu đến cuối. Bên kia ấy. Rồi sau này là cái nhà điều hành kia là sẽ xây 2 tầng. Dưới nó bảo hàng dưới đây thì sẽ xong. Đây khu vực bếp không ăn. Có đất. Hai bên đường vào nó lùi xe thẳng nó cửa hôn nó đẩy ra thời gian. Bên này là sau này công là lùi thẳng vào hai bên luôn. Đây chưa? Cái em công đi Sài Gòn nhiều lắm. Công bóc phát là ra hàng cả ngày nào của quay nó luôn. Cái nhà hai tầng ngoài kia nhìn nó đơn giản thôi. Đường này đổ nhanh. Cái tường này là bê tông. Tường sửa này. Và đấy thì xây này nó chung tôn hết. Bê tông hết. Đồ là pan ép các thứ rồi chuyển về dần. Quay để cho tôi bên ngoài này 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 này. Không. Nó đến đấy nó có cái xối. Thế nước nó đến đấy cái này nó chảy ra. Nó xối. Làm sao chảy được cả. Chắc khoảng hơn tháng nữa. Hơn tháng nữa. Khoảng 2 tháng nữa. Ở đây thăm thì hoành tráng lắm. Hoạt động là 2 tháng. Thế từ nó về thì nó tiếp. Dự kiến đến ngày 20 tôi biết là anh phải đóng cửa. Nên là rất là kín rồi. Đâu có tắc vị này hay là. Và nhà điều hành thì nó mang cái đổ sau làm đấy. Bởi vì cái độ bình thường đông. Còn cái này coi như là xong rồi. Còn cái nhà điều hành cái từ ngoài ra ngoài đường ra ngoài thì là cháu làm bằng sắt. Chỉ xây hai cái trụ cổng thôi. Đấy. Cái bể dưới nước nó thì nhỏ. Thì đây mình dưới đây mình có bể đấy rồi. Để mà xin được thủ tục để mà làm được cái nhà máy này nói với anh kinh. Riêng tiền lót đường không là riêng để lo được thủ tục này làm là bất thường gì. Chưa nói đến mấy chuyện khác. Đấy là chỉ gọi là ông cho tôi làm ABC là bất thường tỷ thôi. Nó là khu công nghiệp, tất cả những cái gì về sản xuất này phải vào khu công nghiệp. Người bọn anh có liên quan đến phòng cháy chữa cháy này, an toàn vệ sinh môi trường này, rồi thì các thứ. Nó là những cái ông mà ví dụ như rác dân các thứ là bị đập hết, không đập thì cứ là cái tiền mà lobby để mà ông hoạt động được nó rất là lớn. Mà làm mà những người khác không quấy rầy nó làm nó đang, nó không làm và không đầu tư được. Tất cả những cái xưởng máy cả nó đều là quê của lại của người dân. Tức là người dân ở đấy nó là dân bản xứ. Nghĩa là nó cứ dựng xưởng ra, còn cho thuê. Nhưng về bản chất là không được làm. Ví dụ bởi vì tại sao anh thấy là khoảng 2 năm nay mà ở trong Hà Nội ấy nó bị cháy nhiều. Đấy, cho nên là nó đuổi tất cả những ông đã là sản xuất thì phải về khu công nghiệp. Đúng rồi, nhưng ví dụ về khu công nghiệp này thì 1 mét đất ở đây nó rất là đắt. Đấy, để ông nào mua được như thế này thì nó lại không phải là câu chuyện đơn giản. Đúng rồi, thì là thuê. Như anh nói với em là thuê nó giá rất là đắt. Ví dụ như khu này bây giờ anh xây dựng xong mà cho thuê là một tháng mới có khoảng 10 tỷ. Đấy. Bây giờ anh em thử nghĩ xem ai có thể làm cái gì để một tháng ra được khoảng 500 triệu. Rất khó, đúng không? Mà bây giờ mất công mỗi tháng mất từng đấy tiền rồi thì đầu tư đất rồi sau đấy đất là của mình. Đúng rồi. Đây là đó là như vậy. Mà chính năng lượng đầu tư đất này bây giờ là kinh doanh trên cái đất này thì sau này 10 năm sau thì đất này không lấy ở đâu có. Bây giờ hiện tại không có nhé.
bây giờ bạn nhìn tất cả các khu này thì nó đều có chủ hết rồi đấy, chứ nó không phải là bây giờ bạn có tiền vào đây bạn không mua được. Mà quanh bán kính Hà Nội tầm 10 cây bây giờ là bạn muốn mua đất công nghiệp là không có. Cái lúc mà mình mua cái này là mình chỉ chậm nửa ngày là mình không mua được. Lúc đấy mình phải dồn một phát là cầm mười mấy tỷ tiền mặt đi luôn. Có tiền lúc đấy có thể tranh với nhau. Cái này mình mới xong sổ đỏ là mình đã được. Và mình đã xây dựng được như này. Đấy, sau này khi mà nó được cái xong thưng xong phát là bắt đầu mình chuyển thiết bị về, bắt đầu mình lắp ráp lại. Thế là dự kiến là tháng 10 là mình sẽ thành thành. Cái này là về là khoảng bao nhiêu máy này? Của mình bây giờ công suất ở đây mình đang tính nó rơi tầm khoảng 15 triệu tấn sơn một năm. Chưa tính bột. Đấy. Để mà doanh nghiệp Việt Nam bây giờ mà những đơn vị mà sản xuất khoảng 4 đến 5 triệu tấn một năm đã là doanh nghiệp rất lớn rồi. Nhưng mình đang dự kiến là nhà máy này mình sẽ sản xuất ra tầm khoảng 15 triệu tấn, 15 triệu. Nhưng mà tôi là con là mình sao hết rồi. Nhưng mà có kinh nghiệm mua đất công nghiệp. Bởi vì thực ra ấy, mình đã tìm mua cái đây 2 năm rồi. Ngày xưa là tìm ở trong cái chủ mua cái hoa nghe. Nhưng mà ở trong đó nó là khu cũ. Thì mua toàn của những ông mà mình không mua được của chủ đầu tư. Đây là em mua bán của chủ đầu tư. Mua của những ông kia là mua những cái doanh nghiệp. Toàn mấy ông mua đất. Mà mua công ty của ông, mua đất của ông ấy nó rất là bảo hiểm. Bởi vì nguyên tắc đất này là đất của nhà nước 50 năm. Anh mua thì là gì? Nó lại phải thu hồi, xong nó mới lại cho anh thuê lại. Thì cái câu chuyện bây giờ anh đốt pi ví dụ như là anh phải bỏ ra tiền mặt đầu tiên khoảng chục tỷ. Anh đốt pi xong thì chưa chắc còn đã về mình. Bởi vì nhà nước nó thu mà, nó có quyền cấp cho ông khác, thì nó lại không cấp cho mình. Đấy, cho nên là nó rất nguy hiểm. Và bây giờ là công ty mình hoạt động lâu dài và đến cái đoạn kia mà nó thu một lần là thôi. Trêu anh em bảo đấy, mua đây là đất nhà nước 50 năm. 50 năm sau thì thôi chuyển đổi là mình biết cuộc sống nên 50 năm nữa rồi. Bây giờ chỉ có Văn Phú đây đấy. Đúng rồi, Văn Phú là nó quy hoạch sau đây là đường. Đây là Văn Phú. Mình chưa đi vào đẹp. Bởi vì trước là nó chưa có được quy hoạch gì cả. Em bảo anh em vừa mua cái biệt thự đã nó chỉ ấy. Là em mua cùng cái này này. Là lúc đấy đầu tư phát là vừa cái biệt thự đấy vừa cái này phát là mấy chục tỷ luôn. Đấy là đang sửa tính về đấy xem đang sơn đấy, xem sơn của mình đấy. Ví dụ đây là đầu tư phát luôn. Lại đầu tư xây dựng nhà máy đó từ này xong. Thiết bị đang đặt đi nước ngoài về, đang về đến cảng hết rồi. Và đợi đây xong phát là chuyển từ cảng về đây đặt luôn. Vì là về đây là hầu như đầu tư mới 100% thiết bị máy móc chuyên nghiệp hết. Khu Văn Phú là khoảng tầm 5 năm nữa là kín. 5 năm nữa em nói với anh là ngay như cái biệt thự em tính thôi. Em mua hôm vừa rồi là 10 tỷ. Là 184 mét, rơi được khoảng 50 triệu một mét. Nhưng để thêm khoảng 3 năm nữa ít nhất nó phải lên đến 80-100 triệu. Bởi vì khu cái nhà mình nó rất là đẹp, mình nhìn ra công viên, hơi nhìn ra công viên đấy, mà đường rất rộng. Nó được cái là được cái khu công viên đấy là nó lên giá. Chính là cái khu mà chung cư The Cao Park cái chỗ đấy nó đắt hơn, nó ngang với Victor là vì nó có cái công viên. Victor thì nó lại là chủ đầu tư nó là Văn Phú. Văn Phú thì nó xây lâu rồi. Nhưng nếu bây giờ anh sang An Hưng, cũng chủ đầu tư Văn Phú thì nó lại rất đẹp. Đúng rồi. Cứ năm nào mà xây sau ấy thì nó lại theo cơ chế. Đấy, ví dụ anh thấy nha, Cao Park nó chia những cái ô thương mại rất là nhỏ. Đúng rồi. Thì anh thấy không? Ví dụ cho thuê 10 triệu thì người ta có thể thuê được. Đúng bên Văn Phú cái to á, nó cả sàn ngoài nó hàng nghìn mét. Ông tiền đâu ra ông thuê? Đấy. Tức là nó lên càng về sau thuê mặt vào càng gọn như nó tính toán để đúng sao nó sẽ để tính toán làm sao mà hợp lý. Nó hợp lý. Còn nếu nó chia nhỏ ra thì nó làm nó cho thuê cao lên thì lợi nhuận nó rất cao. Nhưng bên Văn Phú nó khác. Mà này Văn Phú anh thấy không? Ở bên đấy nhá. Ngày xưa nói là tương đương với cả 3 sao. Nhưng mà so với Cao Bắc bên này anh em mình cũng thua. Đúng rồi. Chất lượng Cao Bắc nó khác hơn.